Vừa trở về từ cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, hai học sinh Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính, trường chuyên Thăng Long Đà Lạt, đang tất bật chuẩn bị tâm thế để tham gia cuộc thi khoa học cấp quốc tế được tổ chức tại Mỹ vào tháng 5 năm 2016 với đề tài nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân. Đây là đề tài đã giành giải nhất lĩnh vực, giải nhì toàn cuộc và giải sinh học thực nghiệm dành cho dự án xuất sắc về sinh học thực nghiệm trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục Đào tạo và Trung ương Đoàn tổ chức vừa qua. Đây là những cái sân chơi rất là bổ ích cho những cái bạn trẻ trong cái lứa tuổi như tụi em có cơ hội được giao lưu học hỏi với nhau, cũng đồng thời là trau dồi thêm kiến thức. Và cá nhân em khi mà được đi chọn đi tham gia cái cuộc thi này thì em cảm thấy rất là vui. Và em đã học tập được nhiều điều mà sách vở không có dạy cho em. Khi tham gia cuộc thi quốc tế thì em chỉ mong muốn là có thể đi mở rộng tầm mắt của mình ở trên thế giới và có thể học được nhiều kinh nghiệm, không những là ở trong khả năng giao tiếp ngôn ngữ mà còn về những kiến thức của khoa học. Còn em cũng không quá kỳ vọng vào kết quả bởi vì em có đợt này giống như là một đợt trải nghiệm rất là quan trọng của cuộc đời mình. Cùng với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt luôn là ngôi trường đi đầu và được đánh giá cao về phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo của các em học sinh. Đặc biệt, đây là ngôi trường đã có 3 lần vinh dự có đề tài tham gia dự thi cấp quốc tế. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một định hướng rất là đúng đắn của Bộ Giáo dục, bởi vì qua cái phong trào nghiên cứu khoa học thì giáo viên của nhà trường cũng đã thực hiện được vấn đề đổi mới phương pháp, làm sao để giúp cho kiến thức của các em có thể là vận dụng vào thực tiễn để giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Còn đối với học sinh thì các cháu cũng rèn được rất nhiều kỹ năng thông qua việc nghiên cứu khoa học. Về phía nhà trường thì chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện cho học sinh để thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học. Hiện nay thì vấn đề này cũng được sự đồng thuận của phụ huynh, cho nên là chúng tôi cũng gặp nhiều thuận lợi so với những năm học trước. Cuộc thi khoa học kỹ thuật do Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng phát động từ năm 2009 đến nay đã có sức hút lan tỏa mạnh đối với tất cả các em học sinh trung học trên toàn tỉnh. Và điều này được minh chứng qua các năm ngành giáo dục tổ chức, các dự án đề tài tham gia của các thí sinh đều tăng lên cấp số nhân. Nếu như năm 2012 chỉ có 42 đề tài tham gia cấp tỉnh, 6 đề tài tham gia toàn quốc, thì đến năm 2016 đã có 97 đề tài chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh, 9 đề tài tham gia cấp quốc gia. Bên cạnh tiềm năng sáng tạo của học sinh tỉnh Lâm Đồng đã được khẳng định qua sự thành công của các em trong các kỳ thi, các cuộc khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và các quốc gia. Nhiều ý tưởng sáng tạo của các em đã được hiện thực hóa và giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, được áp dụng trong đời sống sản xuất khoa học kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm khoa học phục vụ học tập và nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Liên tục trong năm cuộc thi khoa học kỹ thuật các quốc gia, kết quả dự thi của Lâm Đồng trong những năm qua luôn giữ ổn định, là một trong số các tỉnh luôn có giải hàng năm. Đây là kết quả đáng tự hào vì số dự án đoạt giải của cuộc thi hàng năm chỉ chiếm khoảng 25% tổng số dự án dự thi. Bộ Giáo dục Đào tạo đã đánh giá cao khi tỉnh Lâm Đồng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiên phong tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung theo hướng đổi mới, theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10. Phát huy hơn nữa cái nội lực nghiên cứu khoa học của giáo viên mình. Thật sự Lâm Đồng trong những năm qua thì có một cái thuận lợi rất lớn, đó là chúng ta có các viện nghiên cứu ở đây, chúng ta có những nhà khoa học đầu ngành ở đây, cho nên là một cái thuận lợi rất lớn trong cái việc là giúp cho các em nghiên cứu đề tài. Tuy nhiên, trong những năm sắp tới, nếu chúng tôi không phát huy được cái nội lực của giáo viên mình thì cái nguồn lực này cũng sẽ cạn kiệt. Điều đó cũng là một điều mà chúng tôi cũng phải tiến tới xây dựng những kế hoạch để làm sao đó giúp cho giáo viên của chúng tôi có những cái kiến thức nhất định về nghiên cứu khoa học và những cái bản lĩnh nhất định trong việc hướng dẫn các em làm đề tài khoa học. Cũng phải tập trung một những cái nguồn lực nhất định để giúp cho các em học sinh nó có những cái định hướng rõ ràng và rất sớm từ khi các em thực hiện đề tài. Đến với cuộc thi, các em học sinh không phải vì phong trào, cũng không phải vì giải thưởng, mà đích đến là các em muốn được thử thách trí tuệ và sự năng động của tuổi trẻ ở đấu trường trí tuệ tại những cuộc thi lớn mang tầm quốc tế.
Bởi môi trường đó, những tri thức trẻ được mở rộng tầm mắt, được trải nghiệm các hoạt động và thể hiện những kỹ năng của mình để chinh phục đỉnh cao trí tuệ và mơ ước. Ngày 7 tháng 11 năm 2015, tại đường Tây Trà, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc. Sau khi được công an giải cứu, cháu bé đã được trở về với gia đình. Gần đây nhất, chiều 4 tháng 4 vừa qua, một cháu bé học sinh lớp 5 tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc đã ra tay sát hại cháu để che giấu tội lỗi.